xuống đây, chui xuống đây, tao đố mày xuống được luôn á. Chui xuống đây. Ôi, chui xuống được rồi. Yo, welcome back và chào mừng đến với tập 2 của Holocaust. Tôi đang ở đâu vậy? À, tôi nhớ được phần nào rồi. À, chết rồi. Thế là tí nữa chạy qua kia là gặp chị hả? Tập trước là tôi bị loạn quá, tôi quên bên đây có cái chỗ trốn nè, ngay đây nè. Ok. Rồi. Nấp. Biết thèm mèo nào được, đúng không? Ui giời ơi. Ui. 10 seconds later. Con ma này nó có liên quan gì tới cái gia đình này nhỉ? Tôi không rõ nữa ấy. Bộ nhà này nuôi quái thú hả? Cái khu vực ngày xưa của gia đình Ayama là sống ở đây nè quý vị. Giống chỗ này là chỗ cư trú của con này hay sao á? Chúng ta cần chìa khóa. Chìa khóa gỗ à. Chỗ này bị khóa rồi. Cái giếng à. Có lá bùa ở dưới hay sao quý vị? Mà làm sao để lấy lên? Má nhìn cái giếng liên tưởng tới lúc ông ngoại bị rớt xuống chắc hấm lắm à. Có bao nhiêu cách không chết, ông ngoại chọn chết do té giếng. Chỗ này cao quá tôi giới không tới. Có cái gì khèo xuống không? Kiếm cây chổi hay cái gì khèo xuống được mà. Có một bức thư đến từ Yui. Yui là mẹ của mình nha quý vị. Kiểu mẹ mình muốn tới tham dự đám tang của bố nhưng mà không biết nha. Không có nhận được thông tin từ bà ngoại. Thì bà ngoại không báo làm sao mà biết được. Con đã yếu đuối và luôn trốn sau lưng bố. Sợ phải nói chuyện với mẹ. Con sợ khi nghe mẹ nói tao ghét mày nhưng bây giờ bố đã mất. Con không thể tiếp tục như thế này nữa. Con cần nói chuyện trực tiếp với mẹ. Mẹ, vào ngày 21 tháng 9 con sẽ đến một mình và không nói với Eiji hoặc Minato. Là mẹ mình chuẩn bị combat với bà ngoại hả? Ồ, ngày 21 tháng 9 là cái ngày mà mẹ mình chết. Vâng, kẻ thù duy nhất mỗi lần mà em chơi game kinh dị không phải là con ma quý vị ạ, mà là mấy con muỗi dưới chân em quý vị. Nãy giờ nó cứ chích dưới chân mẹ, bực mình chịu được. Ây da. Mẹ. Đâu rồi? Mày xong rồi. Mày xong rồi. Ây da. Nói về trải nghiệm game thì những người đầu tiên mới chơi game này dễ bị đi lạc đường á. Quý vị nhìn cái map nè. Nhìn cái map nè. Khủng khiếp chưa? Bây giờ em không dám đi nhanh đó quý vị. Em chỉ sợ là đi nhanh là con mẹ nó nghe tiếng của mình. Ý. Cửa này bị rỉ sét rồi, tôi không thể vào được. Một thanh gỗ à. Ồ. Cái gì nữa? À, Shiba. Ê được. Trời má. Chị dậu bên đây nè bi. Nhật ký của bà Kinu lúc còn trẻ, ngày 19 tháng 8 năm 1929. Chị của bà ngoại tên là Ayano quý vị. Quý vị có nhớ cái bức hình này không ạ? Cái người phụ nữ trong bức hình này tên là Ayano nha. Hình như là ông ngoại của mình thích cái bà này. Còn bà ngoại của mình thì đang rất là thích ông ngoại. Ây cha. Cuộc tình tay ba. Còn cái bà Ayano thì tôi không biết có thích ông ngoại mình hay không. Không thì thích tôi cũng được. Có nào cái con mà, cái con ma mà dí mình á, chị dậu á, có nào chị dậu là bà Ayano không? Vẫn là mái tóc dài này. Ừ. Chỉ là cái mặt có vẻ biến dạng theo thời gian thôi. Ồ, bà Ayano ơi. Chị của bà ngoại ơi. Mình là người trong nhà ấy. Bà đừng dí con nữa. Cái này cái phòng gì đây? Ồ. Phòng xếp game. Xếp. Xếp game liền. Ở tính ra là nếu như mình đứng trong đây bà có thấy không ta? Nếu mà mình nhìn qua cái khe cửa này nè. Chắc không đâu ha. Mà với lại tôi đang ở trong phòng có lá bùa nữa quý vị ơi. Khả năng cao bà cũng không làm gì được mình. Ui xồi ôi. Con chào bà. Thôi bà đi qua trời tóc bà xiên tường luôn thưa. Tôi đã đánh mất cái chìa khóa của mình ở trong toilet. Lạc mất chìa khóa ư? Toilet? Là dòng về chỗ này hả? Cái chỗ mình xuất phát hả? Để tí đi. Đã mất công lên đây rồi mình đi vòng vòng trên đây coi thử quý vị ơi. Cái này là cái đồ lấy nước đúng không? Mà nó kêu là nó bị rỉ sét hay gì nè. Sao? Bị rỉ sét và không thể di chuyển nữa. Ok. Rồi. Tới nữa rồi.
cái quần què gì. Chú puppy. Oh no. Oh. Oh. Come on baby. Cannot touch me bitch. No way. There's no way. Bà chỉ tập tới chết luôn mày ơi. Bà chỉ tập tới chết. Bà vô đây, bà vô đây, bà vô đây. Bà vô đây, bà thấy gì không? Bà vô đây. Ở đây đây đây, hồi nãy nó có bảo là ở cái toilet á nó có một cái chìa khóa gì á. Tôi vòng ra đó tôi coi thử nha quý vị. Toilet nè, thế có cách nào? Oh wow. Thọt tay xuống toilet móc chìa khóa lên hả? Xin được mạng phép, xin được mạng phép. Đây là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Có cái gì đó dưới đây? Phải có chứ. Có chủ binh chứ gì. Ủa? Cái này cái gì? Nó bảo là dưới đây có chìa khóa gì mà. Tiện lấy cái này để làm gì? Ồ, cái này để chi trời? Ồ, giỡn hoài. Giỡn hoài. Giỡn hoài. Giỡn hoài. Trời, bà ra ngoài sân vườn luôn rồi bà ơi. Đừng. Đừng vô đi. Năn nỉ. Đừng vô đi. Sorry anh em, do lỗi kỹ thuật nên tôi đã quên ấn quay một đoạn. Rồi tôi đi ra ngoài được rồi nè. Lại ra ngoài vườn nè. Lại vào đây. Có gì hot? Ôi lại đọc nhật ký. À, tao mệt quá. Game này bắt đọc nhật ký nhiều quá. Nói chung là trong cái rủi cũng có cái may quá vậy. Tự nhiên mình quên quay mà mình chợt nhận ra là mình quên quay. Nó còn đỡ hơn là mình quên quay mà mình chơi hết game luôn. Mà mình hồi mình ra mình chát cái nó không có quay cái là chết luôn. Thề map này nó rộng lắm luôn ý. Đóng cửa cái đã. Mất công chị dậu chơi cửa hậu nữa. Đang ngồi quan sát cái chị dậu đứng sau đít. Ai biết được. Cái này để chèo thuyền đúng không ta? Đúng rồi. Cái này để chèo thuyền mà. Thầy bảo tới đây hay gì nè. Oh no. Come on buddy. Thôi xong rồi. Out play chị liền. Nữa. Má bà đánh sao tăng xong rồi bây ơi. Nam mô hắc na đắc na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra ya bồ đề tát quả bà ha nam mô. A few minutes later. Ê, này cái gì? Một cái xô múc nước à? Chuẩn rồi. Múc lên coi nào. Cái này cái gì đây? Thẻ gỗ. Đi vòng vòng quanh đây coi có cái chỗ nào được chôn gì không. Chôn chỗ nào cơ? Chôn cất gần đền thờ. Tôi đang ở gần đền thờ mà. Đúng rồi. Cái này xài được không? Oh. Vậy là mình cần thêm một cái thẻ gỗ bên tay phải nữa. Tao nghe tiếng nó bên kia mà. Tao nghe tiếng rõ ràng. Trời ơi. Mệt quá. Mệt quá. Chốn. Kịp. Kịp, chắc chắn sẽ kịp. Chắc chắn sẽ kịp. Oh my god. Nó vừa mở cửa ra nó thấy tôi liền mà. Mắt nó tinh kinh khủng khiếp. Đền thờ nằm đâu đó bên đây nữa chứ. Tôi không biết nữa, tôi thử đi vòng vòng ngoài đây nha, coi thử nha. Đâu đó ngoài đây nè. À đây. Hình như chỗ này. Chỉnh sạc đâu. Có cái gì dưới đây hả? Ồ, một cái huy hiệu màu xanh dương à. Còn, nó kêu cái huy hiệu màu đỏ là ở gần đền thờ. Vậy thì mình sẽ qua khu vực này đi. Nữa.
em xin lỗi. Không biết đường mà lần. Ui xồi ôi. Ôi xồi ôi. Ôi xồi ôi. Oh shit, oh shit. Lá bùa, cứu em. Ôi ôi. Sao không cho chết em nữa hả? Chết. Mẹ con. Oh, xếp game rồi. Mẹ. Mệt quá. Mệt quá em ơi. Sao tự nhiên bò trong đây tò mò chi vậy? Ui xồi. Tắt đèn, tắt đèn. Má nó nhảy ghê thiệt chứ. Bình thường nó đâu có chui vô làm gì. Tự nhiên nay nó chui vô luôn. Cái lá bùa thì nó hết cứu tôi rồi. Bùa của tôi xài được đúng lần quá vậy. 5 minutes later. Ở cái toilet. Bên đây á. Đây đây, cái toilet này khả năng cao là cái toilet này mới đúng nè. Một trong hai thì chắc chắn là cái toilet này rồi. Ok. Chúng ta sẽ khai phá vùng đất mới. Thôi đừng có cằn nhằn. Rồi lần này chắc chắn là sẽ là chìa khóa gì nè. Nó cho mình cái chìa khóa gì nè. Chìa khóa bao que. Vâng, bạn đã mở khóa thành tích mới. Bàn tay dơ bẩn. Thọt tay xuống toilet 2 lần. Còn ngoài đây. Còn ngoài đây. Trời ơi. Trời ơi chị ơi. Khóa rồi. Tôi cần một cái gì đó hả? Cái này xài được không? Không được à. Bà đủ tỉnh táo để bà đốt nến nè. Nhưng mà bà không đủ tỉnh táo để bà nhận ra mình là con, là cháu của bà thiệt. Ê, cái gì đây? Nó cho mình cái dĩa nè. Dĩa này để làm gì? Tôi không biết là tôi có xài cái đĩa này lên được không ta? Nope. Nhiều cái quá bây ơi. Tao không biết là trong tập 2 này tao phá đảo nổi hay không. Hay là qua tập 3 nữa. Nhang nè. Trời ơi. Cái lưu hương trà bá vậy hả? Trà bá vậy nè. Trà bá vậy nè. Ây da. Ây da. Chui xuống. Chui xuống mà bà chui xuống đâu mày. Chui xuống đây. Chui xuống đây. Tao đố mày xuống được luôn á. Chui xuống đây. Uầy. Chui xuống được. Chui xuống được. Rồi, vô đây liền. Một cái thang. Một cái thang. À, đúng rồi. Dòng lại cái chỗ bàn thờ. Cái chỗ đền thờ này nè. Nãy cao quá mình dới lên không được. Chắc là lấy cái thang này bắt lên rồi. Thôi xong rồi. Chắc không nghe đâu Hiển. Bình thường là bà cũng ít khi nào mới vô đây lắm, đúng không? Hồi nãy là trường hợp hiếm hoi bà mới vô đây thôi. Tại vì nếu mà bà nghe tiếng chân của mình trong đây thì bà mới đi vô. Còn bây giờ mình giữ im lặng, mình không phát ra tiếng chân thì bà không vô đâu. Tôi có cái thang quá gì ơi. Mình bắt cái thang lên đây. There he is. Come on baby. Chắc chắn là phải leo ra được rồi. Ok. Rồi một cái huy hiệu màu đỏ à. Ủa, chứ không phải được trong cất ở trong giường à. Nó có cái bảng gì nè tôi lắp lên được nè. Hình như tôi đủ huy hiệu rồi đúng không? Ý. Ơ. Hay là mình phải giải đố gì đó tôi mới lấy được cái mảnh này đúng không? Cái mảnh hình tròn này nè. Hình như nãy tôi cần cái mảnh hình tròn này để lắp vô cái cửa trong cái khu vực mà thư viện. Tôi có nhặt được cái dĩa này đúng không? Cái dĩa này cũng có bốn hình nè. Có thể là manh mối ở đây. Đúng rồi, tao nhớ không nhầm là có một cái nào đó liên quan tới cái dĩa. À. Đây. Cái dĩa và nước sạch. Rồi, cha dầu vô cho nó hoạt động chân chu quý vị ơi. Bôi chân, bôi chân.
Rồi có nước, xong sau đó mình sẽ rửa cái dĩa này nè. Chắc chắn luôn. Đó, sai thế không được. Sáng lên rồi nè. Nó hiện màu lên nè. Xanh dương bên tay phải, màu đỏ ở dưới đít. Rồi. Đèn ở đây. Chuẩn luôn. What is this? Chìa khóa thư viện hả? Có gì hot trong đây? Trời, như cái móc câu vậy. Chìa khóa này lạ quá. Oh, rất khúc gỗ trong hay gì nè. Ui, gì đây? Không cửa lại. Trời, tiện quăng kẹp tóc vô giếng rồi bắt người ta lấy lại giùm mình là sao trời? Tôi kéo anh ấy lại gần hơn trong vòng tay mềm mại của mình. Sau đó tôi đã dùng hết tất cả sức mạnh đẩy anh ta vào trong cái giếng đó. Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu tại sao ông ngoại mình chết mà không rõ lý do rồi. Bà ngoại của mình, bởi vì đố kỵ do ông ngoại dành nhiều tình cảm cho bà Ayano quá. Người đứng đằng sau cái chết của ông ngoại chính là bà ngoại. Bà Kinu là boss cuối bây ơi. Chứ không phải bà Ayano đâu. Trời ơi, giết chồng mình, tin được không? Ồ, tôi có được mảnh cuối rồi nè. Vậy giờ mình chỉ cần vòng lại cái chỗ này thôi. Cái chỗ này nè, cái cửa này nãy tôi chưa mở, tôi thiếu một cái mảnh đỏ nữa. Xong. Lập. Ôi trời ơi. Trời ơi. Rồi ok baby. Đây rồi. Lắp cái miếng cuối cùng vô. Let's see. Mình vô được cái phòng này rồi. Sao đây, sao đây? Một căn phòng. Một bức tranh. Hơ, bán đồ nữa. Ơ, giết tao đi. Tôi chơi được 4 tiếng 12 phút rồi nè. Ngon chưa? Bà Ayano bị dị ứng bởi ánh sáng giống kiểu ma cà rồng quá vậy. Nếu như bà vào ban ngày là bà sẽ không thể nào mà tung hoành được. Bà không ăn, bà chỉ uống nước thôi. Không đĩa luôn. Hả? Ừ. Nhưng mà bà được cái bà phát triển chiều cao nha. Cao hơn hẳn. Gì đây? Ở lại toilet. Ồ, con máy chơi game trong toilet luôn. Dữ. Tao mệt quá. Thôi thôi. Game này đã thiết kế lạ quá. Phòng gì nữa đây? Ôi. Phòng này nhiều lá bùa vậy. Hình như cái chỗ này nhốt bà Ayano nè. Quý vị có thể thấy ở đây nó có rất nhiều lá bùa bị rách rồi nè. Thì chắc là mỗi lần mà bà kiểu bà Ayano mà kiểu điên lên á, đập cửa chui ra thì số lần mà bà đập chắc cũng không ít đâu ha. Quý vị nhìn cái lá bùa mà bị rách có nghĩa là bà đã ra đây khá khá lần rồi đấy. A few moments later. Hình như người ta nhốt bà Ayano dưới đây nè. Vô coi thử. Xuống chút hang của chị dậu rồi hả? Oh my god. Tôi còn cái map không? Rồi hết map rồi. Chỗ này làm gì biết đâu. Chỗ này làm gì có ai vẽ map lại. Tôi xuống hang rồi quý vị ơi. Xuống chỗ bà Ayano ở rồi. Ok. Đây rồi. Trời ơi, chỗ này quá trời bùa luôn nè. Cánh cửa này đúng kiểu cánh cửa trấn yêu luôn á. Tôi chui vô đây hả? Sao nữa? Ờ. Cái gì đây? Eo ơi, là bình thường phải cho bà Ayano uống máu để giúp cho bà ấy sống ở dưới đây nè. Tại bà chỉ có thể uống được nước thôi, bà không ăn uống được cái gì hết. Bà lấy thấy con gà không? Hình như là bà nhai đầu gà nhưng mà thật ra bà đâu có ăn đâu, bà chỉ húp máu của con gà thôi. Ui dồi, cái gì đây? Thôi 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 bà ơi. Nó kêu tôi giật cái dây này hay gì nè. Úi dồi, đau 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 đau. Sao bây giờ? Tôi làm gì có cái gì để cắt dây? Không có cái gì để cắt dây ấy. Sao ta, sao ta? Dao kéo đồ có không? Không có dao kéo. The hell man. Chắc phải đợi bà Ayano bay tới đâu quý vị ơi. Đây đây đây. Em nghĩ là phải để cho bà Ayano bay tới. Đập vô đây, đập vô đây. Đập vô đây nè. Con đứng đây nè. Bay vô. Bay vô. Tụi sao không bay vô? Bay vô đây. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi đúng rồi, đúng rồi. Bể rồi quý vị ơi, bể rồi. Bay vô đây, bay vô đây.
bà vô. Trời ơi, bà vô, bà vô. Đúng rồi, đúng rồi. Kéo dây, kéo dây, giật dây. Giật dây liền, giật dây liền. Điện trường nó yêu là cả mà số đó. Dây. Xong rồi, đứng 3 giây rồi quý vị ơi. Chắc được rồi. Rồi. Rồi bà vô nuôi bị đè rồi. Chị dậu bị dính trưởng rồi. May làm sao hồi nãy bà hất tao đi, không là tao dính cục đá đó chung với bà rồi. Finally. Trời ơi, mày hành tao từ đầu game tới giờ. Xong rồi. Con xin lỗi bà Ayano. Con cá. Giết cô ấy hay là tha thứ cho cô ấy? Giờ bà bị kẹt đây rồi, bà cũng đâu có thể nào thoát được đâu quý vị. Thôi, tha cho bà đi. Tôi là nhân vật chính mà, dù sao tôi cũng đâu chết được. Tôi có xếp game rồi, tôi không có sợ. Tha cho bà đi. Bà Ayano. Tuy bà bị hóa thành quỷ nhưng bà trước đó bà rất tốt với lại bà ngoại của mình. Chỉ có bà ngoại của mình là hiểu ha. Ừ, để tôi coi như nào anh. Tôi đại học là mô quyết định cái đó. 今更 とやかく言わないでくれないか. Minato, お前は一体どうしてしまったんだ。キヌさんの家を継ぐと突然言い出して、彼女のようにずっとその家にこもるつもりなのか。そうだよ。俺はここにいるべきなんだ。ここにいたいんだよ。Còn muốn ở đây hả? ダム建設の話もどうやら立ち消えになりそうだし。頼む。おかしなことを言わんでくれ。帰ってきてくれ。大学のことはもういい。お前と会って話をしたいんだ。父さんにはわからないよ。父さんの人だから。俺のことは忘れて、二度と電話をよこさないでくれ。ミナト。ああ、もうこんな時間か。早く食事の支度をしないと。làm bữa tối thôi. Thế là về cuối chuyện mình cũng hóa quỷ luôn hay gì? Ở đâu? Hình như mình quay lại cái hang đó để thăm bà Ayano. Gomen, osoku natte. Hara hetta daro. Là mình sẽ đem máu tới cho bà Ayano uống vào mỗi mỗi tối à. Mata naite iru no. Kinu-san wa mou shinde shimattan da yo. Daijoubu. Nan no shinpai mo iranai sa. これからは俺がばあちゃんとずっと一緒にいるんだから。Oh my. Bà Kino cuối phim chết luôn. Holokokun. Nếu có hai sự lựa chọn đúng không? Vậy còn cái sự lựa chọn còn lại thì sao? Tôi cũng khá tò mò và tôi cá là các bạn cũng đang tò mò đúng không? Đúng là con trai của ta. Con thì thích coi hai kết nên là bà thông cảm cho con nha. Dính biết. Rồi. Một năm sau đó. Ồ. Tới thăm mộ của bà nè. Trời, nguyên cái gia đình à. Nguyên cái gia đình chết hết. Bà ngoại mình nè. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Nhưng mà con vẫn muốn nói chuyện với bà.
綾乃さんのことは誰にも父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは最後までキヌさんを呼んでいたよ。俺は綾乃さんを殺してしまった。そう思っていたのに、綾乃さんは消えていたんだ。彼女の亡きをあの家に行って埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。これ貧乏か。そこにあったのは穴の開いた巨大な眉と地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。ああ、もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。gì nữa còn tìm kiếm gì nữa đi rồi trời ơi bất ngờ。 ここは時期湖の底に沈む。もうここには来ないよ。さようなら。さようなら。tạm biệt bà Kino。tạm biệt bà Ayano。あれは。đó là。おお。たとえこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中に。どんな血が混じっていてもそれでも俺は人として生きるよ。tôi sẽ sống như một con người。 Ayano ばあちゃん。 thưa bà Ayano。 Ừ thì mình có chung một dòng máu huyết thống chung với lại bà Ayano, bảo sao mình cứ hay khát nước, bảo giống như bà khát máu vậy quý vị. Yeah, và đó là thật sự là cái kết tốt đó. Vâng, và đó là tập 2 của Holocaust. Hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.